Cát Phượng đi chùa cầu khấn một chuyện cho Kiều Minh Tuấn, linh nghiệm vào đúng lúc chia tay. Thông tin Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chính thức đường ai nấy đi từ ngày 14 tháng 2 năm 2021 đang khiến dư luận không ngừng xôn xao. Sau hơn một năm, mãi đến hôm 15 tháng 5 vừa qua, nữ diễn viên mới công khai chuyện này. Chia sẻ với mọi người, Cát Phượng cho biết, bạn trai là người chủ động nói lời chia tay với lý do không hợp. Trong bài phỏng vấn với Ngôi Sao, Cát Phượng cho biết Kiều Minh Tuấn từng rơi vào khó khăn sau khi scandal với A Nguy xảy ra. Khi đó, nam diễn viên không có ai mời đóng phim. Dù rất buồn vì chuyện của bạn trai, nhưng Cát Phượng vẫn tìm cách để lấy lại tên tuổi cho anh. Sau khi chuyện anh Kiều Minh Tuấn và A Nguy xảy ra, tôi rất buồn. Tôi buồn không phải vì anh ấy bị say nắng mà sự nghiệp của anh ấy bị tụt dốc. Tôi đi các chùa, không mua trái cây, đốt nhang, tôi cứ ngồi khấn. Con cầu xin cho cái tên Kiều Minh Tuấn được sống lại với nghề, con xin rút lui khỏi Kiều Minh Tuấn. Sau đó, anh Trinh Hoàng gọi mời anh Kiều Minh Tuấn chính thức tham gia Anh Trai Yêu Quái. Tôi đang ngồi trong phòng mà mừng lắm. Nghe xong cuộc điện thoại đó, tôi khóc như đứa con nít. Tôi vui như cảm giác lần đầu được đạo diễn mời tôi làm phim mà không phải của mình. Đến phim Nắng Ba, Trời Thương Tổ Độ, phim đó anh ấy có giải. Tôi nghĩ lời cầu xin của mình chắc được ở trên nghe. Tình cảm của tôi dần lùi lại. Tôi nghĩ bây giờ công việc của anh ấy được quay lại, tôi cũng rút lui để anh ấy đi cưới vợ. Và một ngày bất ngờ, anh ấy lên tiếng dừng lại nên tôi cũng tôn trọng. Cát Phượng kể lại. Không biết là trùng hợp hay có yếu tố gì khác ở đây, lời khẩn cầu của Cát Phượng thành sự thật cũng là lúc cô và Kiều Minh Tuấn chia tay. Hiện tại, sự nghiệp của nam diễn viên đã ổn định hơn, trở thành cái tên xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh ăn khách. Chỉ đáng tiếc là anh và Cát Phượng đã không còn song hành với nhau. Dù vậy, Cát Phượng cho biết cô không hối hận khi đã nói lời cầu xin đó. Nữ diễn viên chỉ mong sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn lâu dài chắc chắn. Sau nhiều biến cố, nhìn thấy khán giả vẫn còn chấp nhận bạn trai cũ, Cát Phượng cảm thấy rất vui. Trước đó, trong một lần trả lời báo Vietnamnet, Cát Phượng tâm sự về việc từng bỏ đi đứa con của Kiều Minh Tuấn. Chia sẻ rõ hơn về lý do, nữ diễn viên cho hay, năm 2011 tôi từng có thai với anh Tuấn, nhưng lúc đó tôi lại nghĩ anh Tuấn vẫn chưa yêu mình, hoặc nếu có thì cũng chỉ là tình cảm trai gái đơn thuần. Nghĩ thế, tôi đã quyết định đi bỏ con. Đến lần thứ hai, anh ấy bỏ đi khỏi nhà và nhắn tôi một câu, lần sau, nếu em tự quyết định thì em đừng nhìn anh nữa. Khi ấy tôi mới bắt đầu hiểu ra thì ra Tuấn yêu tôi là thật. Đến tận sau này tôi cũng dính thai được một vài lần, nhưng vì tuổi tác nên không giữ được. Vừa rồi tôi cũng cùng anh Tuấn đến gặp bác sĩ để kích lấy trứng ra và gửi vào ngân hàng. Tuấn sợ khi tôi mang bầu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà tôi thì lại nghe lời anh ấy, nên đến giờ mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu. Thông tin trên nhanh chóng được chia sẻ và bàn luận sôi nổi trên các hội nhóm. Đa số khán giả bày tỏ sự bức xúc trước hành động của Cát Phượng. Có thai rồi mà đi bỏ nghiệp quật đó, làm nghệ sĩ thuộc dạng có điều kiện chứ không đến nỗi mà đi bỏ như vậy, nghiệp bây giờ mới quật. Ủa trời, có con luôn rồi mà chưa yêu thì là cái gì, rồi lại đi bỏ, tội lỗi quá rồi trời. Chỉ vì sợ thằng đàn ông chưa yêu mình nên bỏ con, già mà ngu, bị nó bỏ cũng đáng lắm. Bởi Thái Hòa nó bỏ sớm quá đúng. Theo đó, cư dân mạng không đồng tình khi Cát Phượng bỏ con chỉ vì sợ Kiều Minh Tuấn không thật lòng khi yêu. Hơn nữa, ai nấy đều cảm thấy thương xót cho số phận hẩm hiu của sinh linh bé bỏng. Chỉ vì một phút nóng vội, suy nghĩ chưa thấu đáo của người làm mẹ mà em đã không có cơ hội được sống. Không chỉ thế, khán giả còn cho rằng việc Cát Phượng bị Kiều Minh Tuấn đá chính là hậu quả của việc cô bỏ con hơn 10 năm về trước. Trước những ý kiến từ cư dân mạng, nữ diễn viên vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào.